Đây là một thùng rau gọi là cải, mầm cải trắng. Mầm cải trắng với hạt giống là nhập khẩu từ Hà Lan. À, cái mầm cải trắng này gieo được cách đây 5 ngày và sử dụng phân chủng quế nguyên chất hoàn toàn. Và được gieo ở dưới một trên một cái dàn rau tam cấp và sử dụng mái che tạm thời. Là cái loại mái che đơn giản như này thôi, mái che bằng nhựa. Đó. Thì các bạn lưu ý rằng là theo kinh nghiệm của khách hàng chia sẻ với chúng tôi ấy, thì cái rau này đến ngày thứ năm thì bắt đầu thu hoạch được. Tuy nhiên ngày thứ năm thì rau nó hơi cay và không ngon. Đến ngày thứ 8, ngày thứ 7 thì rau nó bắt đầu ngon, và đến ngày thứ 8 thì ngon thực sự, đúng không ạ? Cho nên rất là ngon. Thế cho nên là chúng ta lưu ý là chúng ta nên thu hoạch vào ngày thứ 7 và ngày thứ 8 thì rau nó mới ngon. Và cái món rau này chúng ta có thể dùng để nấu canh thịt, thịt băm đấy cho trẻ con. Ngày xưa bé chúng tôi cũng hay ăn cái món này. Hoặc là chúng ta trộn mayonnaise, đó, trộn salad rồi mayonnaise để chúng ta ăn sống. Và đặc biệt lưu ý rằng là cái loại rau này trồng một phân chủng quế nguyên chất thì không có bất cứ hóa chất gì, cho nên hoàn toàn an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Và phân chủng quế chúng tôi thì đã xét nghiệm rồi, không có E. coli Salmonella và coliform, cho nên là các bạn yên tâm là chúng ta hoàn toàn có thể ăn sống. Và trên thực tế 8 năm nay chúng tôi bán ra thị trường thì chưa có một cái trường hợp nào gặp vấn đề gì cả. Đấy, và chúng tôi luôn luôn cam kết là giữ vững cái chất lượng, đúng không ạ? Và các cái tiêu chuẩn hàng đầu của chúng tôi, tiêu chuẩn hữu cơ hàng đầu của chúng tôi. Đấy. Và tất nhiên là cái hạt giống rau nhập khẩu từ Hà Lan này thì tốc độ tăng trưởng và cái tỷ lệ nảy mầm rất là cao, đặc biệt là được trồng với phân chuồng quế thì tỷ lệ nảy mầm còn cao hơn nữa.